Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam ngày 2 tháng 8 năm 2023 của mình ngày hôm nay. Buổi chiều ngày hôm nay Lộc miền Nam ở trên kênh thì nó không có về, nó chỉ về Lộc ở trên miền Bắc. Thì miền Bắc về được cái con Bạch Thủ 35, Song Thủ thì nó về được cái con 46. Chúc mừng tất cả anh chị em đã tin tưởng ủng hộ trên kênh. Còn tiếp theo mình dự đoán miền Nam ngày mai trên đại đồng nai Cần Thơ Sóc Trăng. Ở đây Đồng Nai mình dự đoán cái cặp 0220. Cần Thơ mình dự đoán cái cặp 4554. Sóc Trăng mình dự đoán cái cặp 4774. Còn miền Bắc thì miền Bắc mình dự đoán cái con Bạch Thủ 51, Song Thủ 78. Anh chị em hãy tham khảo cho ngày mai. Chúc cho anh chị em có nhiều may mắn trong ngày mai.